Mời quý khán thính giả thưởng thức truyện ngắn Nỗi niềm dân tỉnh lẻ, tác giả Kinh Vĩnh Minh, trích tập truyện ngắn Trung Quốc Người lạ tặng hoa, biên tập và diễn đọc Mai Điền. Tôi mở một quán ăn trong hẻm. Hẻm rất nhỏ, hai bên toàn là nhà ở kiểu cũ. Hẻm không dài lắm, một đầu thông tới con đường rất rộng, một đầu là phố buôn bán sầm uất phồn hoa. Người từ trong hẻm đi ra thấy tầm mắt mở rộng hẳn, giống như bước vào một thế giới khác. Nếu không muốn ra phố cũng được, trong hẻm chẳng thiếu quán gì. Quán ăn là nhiều nhất, nhưng đều là rất nhỏ, 6-7 cái bàn, 5-3 người phục vụ, vậy mà rất đắt hàng. Buổi trưa hoặc chiều tối, hễ tới giờ ăn là đây đó vang lên tiếng bàn sản múa lộn trên chảo. Mùi thơm của những món xào sực nức khắp hẻm. Khách ăn ra vào tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Ngoài hàng ăn, trong hẻm còn một số hàng quán khác như sửa xe đạp, sửa giày dép, hớt tóc. Cả quầy rau, quầy thịt cũng có. Ngoài ra còn có tiệm tạp hóa nữa. Tiệm tạp hóa này rất nhỏ, buôn bán cũng toàn là những đồ thường dùng hàng ngày như đồ ăn cho trẻ con, bánh ngọt, thuốc lá, thẻ điện thoại, vỉ đập ruồi, cao dán, thứ gì cũng có. Bước vào tiệm, xoay người 360 độ, thấy xung quanh toàn là những thứ đồ vặt vãnh. Nghĩ lại thường ngày ở nhà, muốn tìm một cây viết hay thay một đôi giày còn phải tìm một hồi lâu. Vậy mà ở đây, người ta nhớ được vị trí và giá tiền của đủ mọi thứ đồ lặt vặt thì kể cũng đáng phục. Chủ tiệm tạp hóa là một đôi vợ chồng, chồng tên Dân. Trên 36 tuổi, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, ốm và đen. Cô vợ trắng trẻo hơn nhiều, dong dỏng cao, giọng nói rất dễ nghe, lại dịu dàng. Họ có một bé gái khoảng 3 tuổi, trắng trẻo như mẹ, tóc tết thành hai bím chổng ngược, con bé nói năng bạo dạn, tiếng trong trẻo, rất dễ thương. Trước đó tôi không quen gia đình Dân, sau vì thường xuyên đến tiệm tạp hóa để mua thuốc lá, mua quẹt lửa, dần dần cũng trò chuyện vài ba câu. Gia đình Dân vốn là người ở Mai Hà Khẩu, một thị trấn nhỏ miền Đông Nam tỉnh Cát Lâm. Một năm tôi có việc lên Đông Bắc, có đi qua thị trấn này. Lúc đó là đầu mùa đông, một trận sương mù đã nhuộm trăm cây nghìn cỏ nơi đây thành một màu trắng toát. Phong cảnh thật hoành tráng, đúng như câu thơ cổ, nghìn vạn gốc cây hoa lê nở. Vì muốn ngắm cảnh sương mù trải rộng, tôi đã ở lại Mai Hà Khẩu một đêm. Chính vì duyên cớ này mà quan hệ giữa tôi và Dân ngay lập tức gần gũi hẳn. Về sau hỏi kỹ, tôi mới biết nhà anh ở nông thôn chứ không phải ở thị trấn. Dân nói, nếu em có nhà ở thị trấn thì em đã chẳng phải đi xa đến đây. Nói xong, mặt Dân thoáng vẻ buồn bã. Tôi không nói gì, đã tha hương thì ai mà chẳng có nguyên nhân. Một tối, mưa thu lất phất, vốn là lúc thời tiết tốt nhất để uống vài ba chén. Vậy mà quầy ăn của tôi vắng tanh, không một móng khách. Vắng khách cũng tốt, được hưởng sự yên tĩnh. Tôi qua kéo Dân sang, hai người đối ẩm. So với nhiều người miền Đông Bắc ăn nói bổ bả, lúc mới quen Dân, tôi cảm giác anh ta là một người thiên về nội tâm. Lâu dần, mới thấy anh là người hay chuyện, nói thẳng thắn, mà lại còn có đôi phần hài hước, rất hóm hỉnh. Mấy chén xuống đến bụng, Dân cởi mở hơn nhiều, cũng thân mật hơn nhiều. Anh gọi tôi là đại ca. Đại ca, anh có biết vì sao em đến Bắc Kinh không? Tôi nói không biết. Dân ghé sát vào tôi nói. Đại ca, nói thiệt với anh nha, em có dính vào một vụ trọng án. Tôi ngớ ra, hồ nghi nhìn cậu ta. Dân cười. Nhưng anh đừng có lo, em không giết một mạng người nào đâu, mà chỉ giết một mạng chó. Tọp một hơi rượu, Dân kể với giọng cảm khái.
Đó là một con chó quý. Thuộc giống gì thì em không biết. Chỉ biết là rất đắt tiền. Anh chưa được thấy. Chứ thấy á là anh phải khen là rất đẹp. Chân ngắn nè, đầu nhỏ, lông dài, toàn một màu nâu đỏ. Thế giơ tay lên là nó nhảy lên vì nó tưởng trong tay anh á, có thứ gì đó rất ngon. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống theo chiều thẳng đứng, lông khắp người buông ra, nhìn chẳng khác gì một quả cầu lửa. Sao chú lại giết nó? Tôi hỏi. Vì nó là chó của nhà trưởng thôn. Trưởng thôn ăn khiếp ba em nên em mới đánh chết nó. Dân kể, ba anh chết vì tay trưởng thôn đó. Trước đó, ba anh làm kế toán cho một xưởng gạch. Ông rất thật thà nên trưởng thôn mới định giở trò trên sổ sách của ông. Tuy không phải món tiền lớn, nhưng ông sợ một ngày nào đó mình cũng bị liên lụy. Nhân dịp bầu lại trưởng thôn, ông liền phản ánh việc đó với cấp trên. Nào ngờ bầu lại mà chẳng có gì thay đổi, trưởng thôn vẫn là trưởng thôn cũ. Chỉ riêng chức kế toán của ba anh là bị phế. Khi đó, giám đốc xưởng gạch băn khoăn, không biết nên xếp ông làm gì, thì trưởng thôn kêu cứ cho làm công việc ngoài lò như chở gạch ra hoặc chở phôi gạch vào đều được. Nói như vậy, chịu làm thì làm, không chịu làm thì biến. Đó là những công việc nặng nhọc nhất của xưởng gạch. Ngày đầu tiên, ba anh chở phôi gạch, xương khớp khắp người như lông cả ra. Ông gần 60 tuổi rồi, làm sao chịu đựng nổi. Nhưng ông có tính hiếu thắng. Anh khuyên đừng làm nữa, mà ông không nghe, cứ một mình một xe phôi như một thanh niên. Hôm ấy, nhìn thấy cha gò lưng mím môi kéo xe. Anh ta nổi xung lên, xô đổ xe phôi. Cha anh ngẩn người nhìn, miệng mấp máy một lúc lâu mà không thành tiếng, rồi cúi xuống nhặt từng viên phôi xếp lên xe, mắt ướt lệ. Lúc ấy ngón tay nắm cứng lại như muốn gãy. Anh tức điên lên chỉ muốn đánh, nhưng không thể đánh ba được, đành thụi thẳng vào đầu mình, khiến đầu ong ong như muốn bể. Tôi không nhịn nổi cười, đồng thời cũng thấy chua xót trong lòng. Dần nói, sau đó em cũng không can nổi ba em. Ổng vẫn chở phôi gạch. Cuối cùng là chưa được mấy ngày, ổng choáng váng đâm đầu vào đống phôi. Nằm viện được 19 ngày thì chết. Đến lúc chết cũng không nói được câu nào. Ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn lất phất. Mưa giăng tơ trên cửa kính, rồi chập lại thành từng dòng chảy xuống. Đất trời mông lung. Dân kể, sau khi ba chết, anh có đi kiện trưởng thôn. Anh không có ý định bắt trưởng thôn phải chịu trách nhiệm gì đó về mặt pháp luật, mà chỉ muốn cho ông ta bồi thường một ít tiền thuốc men. Nhưng anh đã thất vọng. Nói như anh thì ngọt bùi chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn cay đắng. Bọn quan lại cứ bên vực nhau mà. Mẹ mất sớm, chôn cất ba xong thì nhà cũng khánh kiệt. Dân quyết định về Bắc Kinh tìm đường sống. Trong nhà, thứ gì bán được thì bán, thứ gì không bán được thì cho. Hành lý gói ghém xong, trước khi đi, dân không quên ra mộ cha đốt ít giấy tiền vàng bạc và đắp cao mộ. Đúng lúc ấy thì chuyện xảy ra. Dân kể, anh vác cuốc đi về tới đầu thôn thì gặp trưởng thôn và con chó. Con chó dường như muốn đi theo chủ. Trưởng thôn xua tay đuổi nó về. Thấy dân đi tới, trưởng thôn chửi. Mày muốn chết à? Tao lên Bắc Kinh, mày cũng định lên theo. Mày quýt về đi, con mẹ mày. Con chó thấy chủ mắng thì quay đầu chạy về người ngay. Nhưng dân đi được mấy bước, bỗng cảm thấy trưởng thôn đâu phải chửi chó, mà là chửi mình. Anh nhìn thấy trưởng thôn nhảy lên xe đạp, sắp đi khuất. Con chó thì thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh. Anh chợt nghĩ, mày chẳng phải là cục cưng của trưởng thôn hay sao? Ta không sửa được gáy ông ta, lẽ nào lại không được sửa gáy mày? Thế rồi anh khe khẽ gọi, Tô Tô là tên của nó. Rồi càng âu yếm hơn, con chó liền vẫy đuôi, sáng đến gần. Anh giơ cuốc lên, bổ một nhát, đập chết xong con chó.
Anh đào hố chôn luôn. Trở về nhà lấy hành lý khoác lên vai, dắt vợ con lên đường. Trưởng thôn có biết không? Tôi hỏi. Sao lại không biết? Lúc em đang chôn chó thì Trương Nhị trông thấy. Hắn chỉ cười, không nói một câu. Trương Nhị là cái thằng làm kế toán thay chỗ ba em. Nó dâng cả vợ cho trưởng thôn, lẽ nào lại không mét việc này với ông ấy? Một người bà con trong làng báo cho em biết, trưởng thôn trợn mắt nghiến răng, rêu rao khắp thôn rằng ai bắt được em thì ông ta sẽ trọng thưởng. Nói thật với anh, em không sợ trưởng thôn, mà ngại nhất mấy thằng con ông ta, đứa nào cũng như thú dữ, không chọc ghẹo được. Tôi đùa, có dịp, anh sẽ tố cáo cậu, xem trưởng thôn trọng thưởng chừng nào nhé. Dân cười, vẻ thê thảm. Sau khi đến Bắc Kinh, trải qua nhiều lần tìm việc, vợ chồng Dân mới mở được tiệm tạp hóa, buôn bán cũng tạm được, nhưng tuy suốt ngày cười nói mà thực ra Dân cũng chưa thoát được cái bóng đen của sự việc kia. Dù cho đến Tết, cả hai vợ chồng anh cũng không dám về quê. Tiệm mười mấy mét vuông mà tôi thuê không có điện thoại, vì vậy ban đêm tôi cũng không tắt máy điện thoại di động. Không tắt máy thì người cũng chẳng ngủ được yên giấc. Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ thì cái củ ấy bỗng nổi nhạc. Lồm cồm bò dậy, tôi quờ quạng tìm nó. Tôi hồi hộp, tiếng Dân vang lên trong máy. Tạ ơn trời Phật, anh chưa tắt máy. Chú làm tôi sợ chết đi được, khuya thế này mà còn gọi điện tôi làm gì vậy? Tôi gắt gỏng, em và vợ con em đều bị đưa vào đồn, anh phải tìm cách cứu chúng em mới được. Tôi hỏi vì sao mà bị bắt. Dân đáp, chẳng vì sao cả, chỉ có nửa đêm chúng em ra ngoài. Mà thôi, vài câu không nói rõ được, tóm lại là anh phải cứu chúng em. Nếu không, chúng em sẽ bị đuổi về quê. Dân quẳng cho tôi một vấn đề nan giải. Buông điện thoại là tôi mất ngủ. Đưa được cả gia đình Dân ra khỏi đồn là vào buổi chiều hôm sau. Trước đó, tôi lục tìm hết những sổ ghi số điện thoại. Cuối cùng nhờ bạn để bạn nhờ bạn của bạn. Vòng vo mãi mới tìm được chính chủ. Người ấy điện cho tôi nói, anh cứ đến thẳng đồn. Tay cảnh sát đó cũng đang viết tiểu thuyết đấy. Tạ ơn trời Phật, tôi suýt nữa hô vang. Tiểu thuyết muôn năm. Trên đường tôi cứ nghĩ nếu cảnh sát nào cũng ham tiểu thuyết thì hay biết mấy. Nhưng khi gặp tay cảnh sát viết tiểu thuyết ấy thì thôi vẫn không nén nổi sợ hãi. Xem ra cảnh sát oai hơn trong tiểu thuyết nhiều. Đó là một cậu chỉ khoảng 30 tuổi. Tôi nem nép xưng tên, cười nịnh và mời thuốc. Nhưng cậu ta không hề thấy hứng thú, chỉ nghiêm nét mặt bảo tôi nộp tiền phạt rồi nhận người. Tôi đánh bạo hỏi có thể miễn nộp phạt hoặc nộp ít hay không, thì cậu ta nói, không được, tôi chỉ là một chức nhỏ như hạt lúa, đâu có quyền to như vậy. Tôi cảm thấy việc giải quyết không được lý tưởng, mất những mấy trăm tệ tiền nộp phạt, nhưng Dân thì cho là tốt lắm rồi, miệng ơn trời ơn Phật mãi. Vì chỉ cần đủ số người là gia đình anh bị đưa lên xe tống về quê. Tối hôm ấy, tôi mời cả nhà Dân sang quán ăn cơm. Bữa cơm nhằm trấn áp nỗi kinh sợ cho họ. Dân rất cảm động, nhưng chỉ uống hai chén rồi thôi. Nói là tối nay còn phải đi đốt giấy tiền vàng bạc. Thì ra là đêm qua, cả nhà anh đem giấy tiền vàng bạc đi đốt, thì gặp phải đội tuần tra, họ đưa về đồn. Vợ Dân không có giấy cho tạm trú. Dân đưa giấy của mình ra, nhưng người của đồn không thèm xem đã xé luôn. Nghe nói, đồn mỗi ngày phải bắt đủ số dân tỉnh lẻ theo định mức để trả về quê. Tôi hỏi còn dám đem giấy tiền vàng bạc đi đốt nữa sao thì Dân đáp, đại ca, hôm nay là giỗ của ba em. Hôm qua chưa đốt được thì hôm nay phải đốt. Nếu không, ông già chắc mắng chửi tụi em lắm. Vợ Dân nói thêm, quê họ có lệ hễ đến ngày giỗ hay ngày Tết, con cháu đi làm xa không về quê được thì phải ra ngã tư đốt tiền vàng bạc, coi như gửi tiền về. Ông già có nhận được hay không thì không biết, nhưng cũng an tâm vì đã tận lòng hiếu thảo. Cảm động vì hiếu thảo của vợ chồng anh, tôi quyết định đêm đó đưa cả nhà anh đi đốt giấy tiền vàng bạc.
Trước nửa đêm, chúng tôi gọi xe taxi đưa đi. Xe đã qua khỏi đường vành đai thứ ba mà chân vẫn sợ, đòi đi tiếp. Cuối cùng gặp một ngã tư, dân bảo xe dừng, gọi vợ đánh thức con cái rồi cả nhà xuống xe. Tôi ngồi trên xe, hạ cửa kính xe xuống. Trong màn đêm, cả thành phố đã ngủ say, ngã tư vắng vẻ yên tĩnh như muốn nghỉ ngơi, chẳng khác gì sân khấu sau biểu diễn. Dần đi lanh hoành như muốn tìm chỗ thích hợp, cuối cùng dừng lại, đặt tiền vàng bạc trên đất rồi quỳ xuống. Vợ anh cũng quỳ xuống, còn con bé đứng phía sau, giọng lanh lảnh hỏi: "Mẹ đốt tiền à?" "À, ba mẹ đốt tiền gửi cho ông nội." "Ông nội ở đâu?" "Ông nội chết rồi mà." "Ừ, nhưng ông vẫn ở miền Đông Bắc." "Đông Bắc là ở đâu?" "Là quê nhà của chúng ta đó con." "Mẹ ơi!" Con bé còn muốn hỏi nữa thì dân đã quát: "Hỏi gì mà hỏi nhiều dữ vậy? Quỳ xuống." Tiền vàng đã bắt lửa, lửa nhảy nhót trong bóng đêm làm nổi rõ hình ba người đang quỳ. Giọng cao, giọng thấp, giọng nam, giọng nữ, xen lẫn tiếng trẻ con non choẹt như hồi âm phiêu diêu, đứt nối vang lên: "Ba ơi, tụi con gửi tiền cho ba đây." "Nội ơi, con gửi tiền cho nội đây." "Ba ơi, ba đừng có tiếc mà không xài nghe ba." "Nội ơi, nội đừng có tiếc mà không tiêu xài nghe nội." Trong màn đêm, ánh lửa chập chờn, tro tiền đang bay, nước mắt ai cũng bay theo.